như nãy thầy Tâm nói thì có hai chữ tri thức và trí thức. Rõ ràng là tri thức có vẻ học tốt hơn là trí thức. Trí thức kéo một thời gian dài, bị bao nhiêu cái rào cản, bao nhiêu cái bàn cập, rồi cuối cùng cũng không có gì hết, cũng phải học từ cuộc đời, cũng phải học từ những người có trí thức, xin lỗi, có tri thức cao cấp. Anh Tâm là một trong những cái người mà tôi ngưỡng mộ, vì anh là một nhà tri thức tuyệt vời. Cái việc tự học, mình anh là một minh chứng cho cái việc tự học nó vượt qua mọi cái rào cản, bằng cấp hay danh tiếng hay cái gì mà không còn ý nghĩa ở đây nữa. Vì điều đó tôi rất là ngưỡng mộ và xin chúc cho công ty GV và anh Tâm sẽ thành công rực rỡ trong tương lai. Còn một điều nữa, bí mật này là tôi chia sẻ còn hai điều nữa. Bí mật này là tôi chia sẻ lúc cuối cùng. Tôi là một giảng viên của Đại học Y Dược. Wow. Nhưng mà 2 tháng rồi tôi đã nộp đơn xin nghỉ việc. Yeah. Yes. Tại vì sau khi một thời gian cân nhắc, giống như một cái cơ duyên đến với anh Tâm, giống như ở đâu tần số này bác bảo tôi nghỉ việc vậy đó. Thì nếu mà hy vọng rằng cái công ty mà GFB mà trong tương lai phát triển mạnh mẽ nữa, mà anh Tâm mà thiếu một hay là cần một người hỗ trợ đến với, biết đâu tôi sẽ cũng là đầu tư theo dạng tri thức, tôi sẽ trở thành cái cánh tay mặt hay tay phải của anh Tâm trong tương lai. Lời cuối cùng, tại sao mình ở đứng ở đây, 20 con người ở đây, nhân viên đã đưa tới, vậy thì theo cái ngạn ngữ của Ấn Độ người ta nói đã gặp nhau rồi thì hãy cố gắng giữ cái mối quan hệ cho nó thiệt tốt, không phải là trong cái kinh doanh không mà còn trong cái cuộc đời này nữa. Nên hy vọng là anh em sẽ vẫn giữ cái mối liên hệ này trong tương lai. Lời cuối dành cho những người mà chưa tới cái khối học này, những người mà trở thành kiệt sức trong tương lai á, trong tương lai gần, ví dụ như tuần sau chẳng hạn, thì tôi sẽ đảm bảo với các bạn rằng nếu các bạn mà muốn trở thành một trong những người thành công trong cuộc sống và tự do về tài chính thì nên đăng ký cái khóa học này càng sớm càng tốt. Dạ, xin cảm ơn.